Nam Bồ Bích Thầy Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha trên Pao Talk mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam, từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 2 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ cho cả quý đại. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trường Bộ Kinh. Dikha Nikaya, giác Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 33, Kinh Phúng Tụng, Sanghiti Sutta, Pháp Tám Chi, 8.7, Tám Thế Gian Pháp, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng, hương thượng, trí giả, thân. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, 18 vị đáng nhận lễ phẩm tám lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tướng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp biến trở mau tan biến. Nguyện con loài chúng hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu với niềm tin, biết hộ trì giới, biết lạc trú trong thiền tường như ý xứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực. Chư tôn đức hôm nay chúng ta về tám pháp thế gian. Bác phục vinh nhục. Di phối con người. Thưa quý vị, chúng ta có một cái nhìn rất là bản năng, rất là tự nhiên đối với tám pháp này. Cái thuận thì mình vui, thích thú. Và nhiều lúc chúng những pháp này tạo nên bởi cái nghiệp, tạo nên bởi cái tài. Nhưng mà khi có những điều xảy ra trong nó không hẳn là nằm ở những điểm của chúng ta nói, mà chính ngay
cái pháp tự nhiên. Xưa và nay đó, cái người mà không bị chết, giảng sư của chương trình ngày hôm nay, tôi đã đặng, bây giờ thì con xin đọc bài chánh văn hôm nay, pháp tám chi 8.7 tám chân pháp. Tề na bhagavata satta pasatta arata samma sammadhakata, này các hiền giả, có tám pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết thấy bậc a la hán chánh đẳng giác. Bằng thế giới đàng tham chân như giả chân nó xuất khai nhá lô ca nút cầm bài để qua minusta năng. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tồn được duy trì vì hạnh phúc, chứ vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an chi thiên và loại cách tâm mê a ta. Thế nào là tám a ta? Lô chá a san sa tám thế gian pháp, bất danh văn, ác văn, phỉ báng, tán thán, lạc khổ, tùy chuyển thế giới. Tám thế gian pháp này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới, thế giới tùy chuyển này, thế nào là tám? Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc và đau khổ. Tám thế gian pháp này, này các tỷ kheo, tùy chuyển thế giới, thế giới tùy chuyển theo tám thế gian pháp này. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, sinh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Với vị thánh đệ tử nghe pháp cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Ở đây, này các tỷ kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai khác gì giữa vị thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không có nghe pháp? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ và suy niệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng Bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng, vì ấy không có suy tư. Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại, vì ấy không như thật, rõ biết, vân vân. Khởi lên không lợi dưỡng, vân vân. Khởi lên danh vọng, vân vân. Khởi lên không danh vọng, vân vân. Khởi lên tán thán, vân vân. Khởi lên chỉ trích, vân vân. Khởi lên an lạc, vân vân. Khởi lên đau khổ, vì ấy không có suy tư. Khổ này khởi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ, biến hoại, vì ấy không như thật, rõ biết rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, tán thán xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập tâm của người ấy và an trú, an lạc xâm nhập tâm của người ấy và an trú, đau khổ xâm nhập tâm của người ấy và an trú. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng. Thuận ứng với danh vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng. Thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích. Thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận nghịch ứng như vậy, không có
Dạ con xin không biết là dạ, trong cửa nghe được là chưa? dạ thì con xin đọc tiếp bài học. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên và nghịch ứng với không lợi dưỡng, thuận ứng với và nghịch ứng với không danh vọng, thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với chỉ trích, thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng với đau khổ. Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, người ấy không thoát khỏi khổ. Với vị thánh đệ tử có nghe pháp, này các tỷ kheo, khởi lên lợi dưỡng, vị ấy có suy tư. Lợi dưỡng này khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, đau khổ, vị ấy như thật rõ biết. Vân vân, khởi lên không lợi dưỡng, vân vân, khởi lên danh vọng, vân vân, khởi lên không danh vọng, vân vân, khởi lên tán thán, vân vân, khởi lên chỉ trích, vân vân, khởi lên an lạc, vân vân, khởi lên khổ đau, vân vân. Vị ấy có suy tư, đau khổ này khởi lên nơi ta, đau khổ ấy, khổ đau, biến hoại. Vị ấy như thật rõ biết, rằng lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Không lợi vượng, không lợi dưỡng, vân vân, danh vọng, vân vân, không danh vọng, vân vân, tán thán, vân vân, chỉ trích, vân vân, an lạc, vân vân, đau khổ, vân vân, không xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên, không nghịch ứng với không lợi dưỡng, không thuận ứng với danh vọng được khởi lên, không nghịch ứng với không danh vọng, không thuận ứng với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích, không thuận ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch ứng với đau khổ. Vì ấy, do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. Đây là đặc thù, này các tỷ kheo, đây là thù thắng, đây là sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phạm phu không nghe pháp. Lợi dưỡng không lợi dưỡng, danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng biến diệt. Biết chúng giữ chánh niệm, bậc trí quán biến diệt. Pháp khả ái không động, không khả ái không sân. Các pháp thuận hay nghịch được tiêu tan. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi thuyết giảng mười học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Phật Địa Tiên Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý vị đạo hữu Phật tử. Kính chào Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Tân, Đại Đức Nguyên Thọ, cùng quý bà quý cô tu nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tám thế gian pháp, rồi là lô cái thầm mắt. Khi mà chúng ta học về tám pháp thế gian, chúng ta nhớ đến bài kệ Trăm Măng Ca Lát Xuất Phát. Puthassa Loka Thammehi Cittam Yassada Kamati. Asukam Vircham Thimang Etam Măng Ca Lát Xuất Phát. Khi xúc chạm pháp đời, tâm không động,
phân sầu, tự tại và vô nhị là phúc lành cao thượng. Cuộc sống của chúng ta, hay nói cách khác là đời sống của chúng sinh, của người từ xưa đến bây giờ luôn luôn chúng ta sống thăng trầm. Chứ nghĩa là nỗi chìm, thuận cảnh và nghịch cảnh, được lợi mất lợi, lạc phu ở lô phu. Mất danh, giác sô ở giác sô. Được khen bị chê, phát sanh xa, hạnh phúc và đau khổ, sức khô đức khổ. La phu giác sô bát sẵn sắc tha sức khô, gọi là thuận cảnh. Còn a la phu a giác sô nên đa thăng là nổi lên. Đời sống thăng trầm như vậy thì trước cái nghịch cảnh và cái thuận cảnh, cái thái độ tâm xúc gặp phải sống thì cái thái độ của một cái kẻ vô văn phàm phu, là người mà không có hiểu được Phật pháp, không có nghe được chánh pháp của Đức Phật, không có tu tập pháp của Đức Phật, thì cái thái độ nó khác với một vị thánh đệ tử có nghe pháp, hiểu pháp. Thế gọi là chúng sinh bị tán loạn với đời, nó xoay chuyển làm cho quy tích như cái trong chống trước gió. Cái đó là nói đến đối với kẻ vô phân phàm phu. Chứ còn một vị thánh đệ tử của Đức Phật có nghe pháp, hiểu pháp và có thực hành các pháp, thì đối với vị này trước tám hộ nhân đời, vị đó sẽ không có cái thái độ nghịch ứng và thuận ứng, luôn luôn quan sát thấy cái sự vô thường của cuộc đời, dầu cho được lợi, được cái lợi đó nên cũng sẽ biến hoại, cũng mất đi. Còn khi mà mất lợi thì vị này thì cũng sẽ suy nghĩ ra cái sự đời là có khi được khi mất gì.
Cho nên thái độ của một vị thánh đệ tử luôn luôn có cái tâm hành xả, và nhờ vậy tâm của vị này được kiên cố. Mà Đức Phật này gọi là ta nói cái vị thánh đệ tử nhờ có cái thái độ quán thấy như vậy nên vị nó không bị chi phối bởi cái pháp ta nói, thoát khỏi già bệnh chết, tức là đạt được cái cứu cánh giải thoát. Còn đối với kẻ vô văn phàm phu vì không hiểu pháp, không thực hành theo pháp, cho nên tâm bị chi phối bởi tám ngọn giới đời, có khi vui khi buồn, và người đó Đức Phật nói rằng không thoát khỏi sinh già bệnh chết. Bài học rất là đơn giản, nhưng mà đó là một bài học để giúp cho chúng ta có một đời sống an lạc nếu mà chúng ta biết các tác ý suy tư. Vì cái cuộc sống của chúng ta nó khổ là do vì chúng ta không biết cách. Ở đây thưa quý vị, cái tiếng gọi là la phô, à la phô, ở trong cái bản dịch là dịch là lợi dưỡng và không lợi dưỡng. Chúng tôi không có quan hỷ khi mà dùng cái chữ lợi dưỡng cho chữ la phật la phô, và a la phô là không lợi dưỡng. Lợi dưỡng nó có nghĩa khác, khi một người mà tu mà chăm chút chạy theo cái lợi lộc để làm nô lệ cho lợi lộc thì cái đó gọi là lợi dưỡng, sukhalika niyuvo, sukhalika niyuvo là lợi dưỡng. Như trong bài kinh Diệu Pháp Luân Đức Phật đã giảng, này các tỳ kheo có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo. Sukhalika niyuvo tức là lợi dưỡng, kilamatha niyuvo tức là khổ hạnh. Lợi dưỡng và khổ hạnh là hai cái cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo. Còn cái chữ la phô và lỗ phô ở đây đó là có nghĩa là lợi đắc và không lợi đắc, hay là được mất, được mất. Chữ la phô nó từ cái động từ lắp phật tí nghĩa là được, được tài sản, được danh vọng, cái đó gọi là được. Nhưng mà ở đây đó là được vật chất, được tài sản vật chất, bởi vì được danh vọng đó thì nó nằm ở trong cái pháp đời thứ ba, trong cái cặp phạm trụ thứ ba, cái thân trọng thứ ba là yaso ở yaso, tức là được danh mất danh, được lợi mất lợi, được danh mất danh. Khi nào mà chúng ta làm ăn phát đạt, thu nhập tiền bạc dồi dào, thì cái đó được gọi là la phô. Khi nào mà chúng ta làm ăn thất bại,
tài sản tiêu hao thất thoát, thì cái đó gọi alo phù, là mất lợi. Được dinh bất dinh, yes or yes, so một cái địa vị con người ở đời khi mà được một cái địa vị, một cái chức quyền, được có danh tiếng thì họ thích thú, họ nhiễm đắm, họ say mê, cái đó gọi là danh vọng cũng được. Còn khi mà họ bị thất sủng, họ bị người ta triệt hạ, truất phế, không cho một cái chức quyền, không cho một cái địa vị, một cái danh xưng, mất hết tất cả, thì cái đó được gọi là anh danh sô, tức là mất danh. Còn được khen và bị chê thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi, Asamsa và Ninda, được khen và bị chê. Và sự khổ đau, tức là đau khổ. Thì ở đây chúng ta cũng biết là ở trong tám ngọn gió đời đó, tất nhiên cái sự thăng trầm của cuộc sống nó phải có cái nguyên nhân để nó tạo ra cái cuộc, cái sự thăng trầm của cuộc sống. Cái đó Đức Phật Ngài không có phủ nhận. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài nêu lên là để Ngài dạy cho chúng ta phải có cái thái độ sống như thế nào khi mà chúng ta đối diện trước cái thuận cả đầm của cuộc sống, để cho tâm khỏi bị phiền lụy, khỏi bị phiền, chứ không bị vấn đề mà được lợi mất lợi. Chúng ta cũng biết rằng trong này chính do nhờ cái công đức đã làm kiếp trước, họ bố thí xả tài, cho nên bây giờ họ được phát sanh lên tài sản, họ được lợi đắc hơn người khác. Còn dũng sanh, chúng sanh ở đời trước có sự bổn sẻn theo kiếp, thì đời này họ làm ăn và luôn luôn bị thất thoát, mất mát, không có lợi phát sanh. Thì cái này là do nơi cái phước hoặc là thiếu phước. Được danh rồi mất danh cũng vậy. Trong bài kinh Chu Lắc Ca Mâu Phân Giác bị phân biệt, thì Đức có hai vấn đề, đưa bảy vấn đề, nhưng mà chúng tôi chỉ lấy hai vấn đề. Một người hiện tại
mà họ được sanh ở trong cái gia đình thượng lưu quý phái, là do đời trước thì họ có cái sắc cung kính, một người sanh ra đời mà được hiển không có bị tật đố, ngược lại một người mà họ kiêu mạn sống không có sự cung kính đối với bậc trưởng thượng, cung kính đối với các bậc sa môn và la môn, thì sau này sẽ sanh ở trong gia đình hạ liệt. Và vì do cái sở hành ganh tị ghen ghét đố kỵ với chúng sanh khác, cho nên đời này sanh ra không có danh vọng, không có quyền thế. Đó là những cái cuộc thăng trầm. Nhưng mà hiện tại chúng ta nhìn là chúng ta cho rằng đó là thăng trầm, nhưng mà chúng ta cũng phải xét lại là có người họ được sung mãn, họ được cái lợi thế, họ được thuận cảnh, đó là do nhờ cái phúc đức trước đã làm. Còn người không có thì không có tạo phước để dành, thì đời nay họ phải gặp nghịch cảnh, họ phải bị thất bại, bị mất mát lợi lộc, hay là họ bị mất danh, không có danh tiếng, cái đó cũng do cái nghiệp trước của họ. Nhưng mà rồi chúng ta nói đến cái sự kiện khen chê, thì ở đây thứ gì nói rằng là cái pháp đời khen chê mà mình cần phải có cái thái độ suy để chúng ta bỏ đi, chúng ta đừng bị chi phối. Đó là trường hợp để chúng ta nói cái thói đời khen không đúng, chê không đúng, thì trường hợp chúng ta mới bỏ ngoài tai. Chứ còn bàn đến cái chuyện khen chê đấy, thì quý vị, nếu mà chúng ta làm việc gì mà sau khi chúng ta quán thấy, xét thấy cái việc chúng ta làm, lời chúng ta nói, cái ý tưởng chúng ta suy nghĩ, cái này thuộc về thiện pháp, cái này là nhân đưa đến an lạc, cái này là được bậc thiện trí thức tán thán khen ngợi, thì cái lời khen của bậc thiện trí thức là chúng ta phải để trong lòng, chúng ta phải thu nhận, để chúng ta mới đánh giá được cái nào là cái điều chúng ta làm đúng, điều chúng ta làm sai. Cũng như đối với những cái điều ác, những cái điều xấu mà chúng ta làm, chúng ta phải suy xét để thấy rằng là những điều này là bất thiện, là nhân đưa đau khổ, là bị bậc thiện trí thức chia trách. Bậc trí trong Tăng Chiêm Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là người trí sau khi suy xét kỹ, họ mới tán thán những chỗ đáng tán thán, những người đáng tán thán. Sau khi xét kỹ, họ mới chê những người đáng chê. Do vậy cho nên cái sự khen và chê của trí là chúng ta không thể dửng dưng bỏ ngoài tai được, mà chúng ta phải tiếp thu, phải nhận lãnh, phải lãnh giáo. Như pháp của kinh Đức Phật đã dạy rồi, khi gặp người trí chỉ lỗi, nên quan hỷ đón nhận,
nhưng gặp người chỉ kho báu. Thì như vậy không phải hoàn toàn chúng ta cho rằng cái lời khen, cái lời chê của tất cả mọi người, mọi trường hợp mà chúng ta cho rằng cái đó là luôn cái thầm má, là cái pháp đời mà chúng ta bỏ qua. Lời khen, lời chê nào của bậc trí quy nhu tăng sở thạc, thì cái lời khen chê đó được bậc trí tán thán thì chúng ta nên làm theo và lấy đó để làm chuẩn mực. Bởi vì bậc trí đã có sự suy xét kỹ lưỡng rồi mới những cái đáng chê và khen những cái đáng khen, cho nên chúng ta phải nhìn nhận. Chứ còn nếu người ta cứ cho rằng là đối với tám ngọn giáo đời là chúng ta phải bỏ ngoài tay hết, thì như vậy là chúng ta đã phủ nhận luôn cả cái thái độ, cái lời khen chê của bậc trí, chúng ta sẽ không bao giờ tiến hóa. Cái chỗ này là chúng ta cần phải chú ý. Cái đời sống vui khổ chúng ta cũng nên biết rằng là mặc dù ở đây Đức Phật dạy một vị thánh đệ tử khi mà gặp cái hoàn cảnh vui hạnh phúc hay là một hoàn cảnh khổ, cần phải xét thấy suy quán rằng đau khổ hay hạnh phúc rồi nó cũng sẽ phải vô thường biến hoại đổi thay thôi. Cho nên cái thái độ trước cái sự vui khổ là chúng ta suy quán để chúng ta có sự kham nhẫn chịu đựng. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là cái đời sống vui khổ của chúng sinh nó sẽ tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp trong quá khứ, chứ không phải chúng ta cho rằng là cái pháp đời là như vậy, cuộc đời có vui có khổ vậy rồi chúng ta bỏ mặc thể, là chúng ta không bao giờ chúng ta có cái ước muốn để làm những cái thiện pháp. Còn khi mà chúng ta biết được rằng chưa chấm dứt sanh tử luân hồi mà còn phải tái, thì mình phải nhờ đến cái phước luân hồi để những cái kiếp mà sanh làm trời lẫn người chúng ta được hạnh phúc, được an lạc. Có người dù sanh ra làm thân nhân loại nhưng mà vì thiếu cái phước luân hồi đó, cho nên họ mới gặp cái sự khổ đau, gặp cái cảnh bẻ bàn ngang trái, thì lúc đó là họ than trách. Thưa quý vị, cần phải hiểu được là người có phước luân hồi hay là không có phước, cho nên cái cuộc sống mới là khổ hay là vui. Nhưng mà mặt khác là một đệ tử của Đức Phật, nhất là một thánh đệ tử, biết rằng cái nghiệp của mình ở trong quá khứ, do phước trong quá khứ cho nên bây giờ mình được cái hạnh phúc. Nhưng mà khi mà đau khổ không sợ ưu, khi sống hạnh phúc không có đấm gì, khi được khen không nên có cái sự hãnh diện như như tự đắc, khi bị chê không lấy đó làm phiền muộn mà còn phải nhận xét. Nếu như gặp bậc thiện trí thức thì chê điều đúng
thì chúng ta nên lãnh giáo để chúng ta sửa chữa những cái sai trái của mình. Còn nếu được Phật thiện trí thức 8 tháng thì chúng ta hãy xem cái hành động của mình gì là tốt. Cho nên mới được Phật thiện trí thức nhất là Đức Phật ngày 8 tháng thì chúng ta sẽ hoan hỷ để chúng ta hành theo đó. Còn ngoài ra cái lời khen này chê của chúng sanh trong cuộc đời này thì chúng ta hãy bỏ ra bên ngoài, đừng có chi phối. Bởi vì cái người thiểu trí hay là cái hạng ngu dốt, chúng sanh là ngu dốt hay là hạng phi chân nhân, phi chân nhân, họ đặt niềm tin vào chỗ không đáng đặt niềm tin, họ không tin những chỗ đáng đặt niềm tin, họ tán thán những người không đáng tán thán và họ chê bai những người không đáng chê bai, vân vân. Thì đối với trường hợp đó thì chúng ta mới bỏ ngoài tai. Có một lần ông Thị Nam, tên của Asura, ông Thị Nam đi đến chùa, ông ta nghĩ rằng trời còn quá sớm để đi đến đỉnh lễ Đức Phật, thôi mình hãy đi đến viếng thăm tôn giả. Sariputta, để được nghe pháp. Khi mà đi đến đó thì tôn giả Sariputta ngài đã thuyết pháp cho ông ta nghe rất nhiều. Ông ta nghe xong ông ta mệt quá, ông ta nói rằng vì tôn giả này nói quá nhiều. Rồi ông ta đi, ông ta để lễ xong ông ta đi. Ông đi đến với ngài Moggallana. Khi mà ông ta hỏi pháp thì ngài chỉ trả lời ngắn gọn, bởi ngài chuyên về ghi pháp thì ngài nói ngắn gọn đó. Thì ông ta khởi lên cái sự không hài lòng, ông ta nói rằng vị tôn giả này nói ít quá. Ông ta đi đến tôn giả Đăng Ca mới thuật lại là ông ta đã đến ngày Sát Lợi Phất Bồ Liên. Ông vị nói nhiều quá, vị nói ít quá. Tới khi tôn giả Đăng Ca ngài nghĩ ông này đi đến hai vị thượng thủ kinh văn mà ông ta không vừa lòng, vậy thôi tới tới phiên mình im lặng. Ngài cứ im lặng. Thì lúc đó các ông ta mới nghĩ rằng tại sao vị Sa Môn này lại im lặng không nói một lời. Thế là ông ta quay trở về với Đức Phật, ông ta thuật lại Đức Phật nghe. Đức Phật ngài nhân đó là người thuyết về kệ pháp cú, người nói này Atula nên biết ở đời nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, im lặng cũng bị chê. Nathiloke Anibito, người không bị chê không có trong đời. Chúng ta nghe xong chúng ta trước qua tôi đùa. Đặc biệt như vậy, như vậy. Đức Phật này ngài dĩ độc trừ độc. Gặp đó ngài có nói cái đề tài khác mà ngài lấy ghi tiếng cái bệnh của thế gian đó mà ngài nói. Thì ông ta như là một người bệnh mà gặp thầy mà trúng thuốc gì. Cho nên chúng ta đánh lễ Phật với cái tâm quan hệ. Thì ở đây thứ gì? Ở trong cuộc đời này không có ai mà luôn được khen, mà cũng không có ai luôn luôn bị chê. Nhưng mà cái khen và chê đó của bậc trí thức, của bậc trí, thì chúng ta nên để ở trong lòng ghi nhớ để mà chúng ta quan hỷ, hoặc là chúng ta sửa cải cái điều sai của mình. Còn nếu mà gặp cái sự khen chê cuộc đời thì chúng ta nhớ cái câu đã thi luôn đi anh đi câu người mà không có bị chê không có trong đời vậy đủ rồi, để chúng ta khỏi có bị khăn viên theo trần cảnh. Mình làm tốt người ta cũng có cái để người ta chê được, mình làm xấu người ta chê thì đã đành đi.
Nhưng mà giàu sốc, tốt xấu gì cuộc đời nó cũng chen hết. Nếu mà mình bị chi phối theo đó thì mình sẽ không bao giờ sống được an lạc. Cái nhìn của một người Phật tử, cái thái độ của người Phật tử là khi gặp cái hoàn cảnh được khen bị chê đấy, thì chúng ta cần phải có thái độ sáng suốt. Như là vị Bồ Tát, cái việc được danh mất danh của vị, hãy thấy đó là vô thường, được lợi bất lợi, chúng ta cũng thấy đó là cái sự vô thường, rồi chúng ta đừng để cho tâm được chi phối, làm theo cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát thân tuy sống giữa trần, tâm luôn thanh thoát mỗi gian tuân. Khen chê đâu động lòng trí giả, vui khổ đau sợ giả nhắc nhân, quyền tước mất còn không chủ phận, lợi danh cảm thất chẳng thân thân. Tu hành xã trò vô vẻ, có thể mới thành bậc thượng nhân. Chân thật cứ gì? Thì khi mà chúng ta đối diện với tám ngọn gió đời, nếu mà chúng ta với cái trạng thái tâm hành xả, do nhờ chúng ta quán thấy tất cả đều là vô thường, tất cả đều là phù du, là giả tạo, thì như vậy chúng ta sẽ giữ được cái trạng thái tâm thơ thới. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồn tứ hướng, dễ gì chuyển lan, tiếng đời chê dở khen hay không làm, chao động đâu mà trí nhân. Trong kinh Pháp Cú có những câu như vậy, và trong tiểu bộ có những cái pháp hành xả ba la mật của Bồ Tát như vậy, thì chúng ta cứ nương theo đó để chúng ta tu tập, chúng ta thực hành, nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Cho nên ở trong bài học ngày hôm nay rất dễ hiểu, dễ nhưng mà khó, chúng ta cũng khó thực hành lắm thôi. Nó khó nhưng mà nó dễ, bởi vì cái sự kiện này nó xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, và chính chúng ta cũng đã là những người đã từng trải nghiệm cái sự thăng trầm của cuộc sống, được mất, vinh nhục, khen chê vui khổ, được đây là được lợi, mất đây là mất lợi, vinh ở đây là được danh, dục ở đây là mất danh, khen là được khen, chê là bị chê, vui khổ là hạnh phúc và đau khổ. Tất cả những cái đó chúng ta cũng có thể xem như đây là một cái đề tài để giúp cho chúng ta có sự tu tập. Bởi vì nếu trước tám ngọn gió đời mà tâm chúng ta bị xoay chuyển, không thể nào giữ được cái trạng thái tâm quân bình hành xả, thì xem như là cái nỗ lực của chúng ta còn yếu lắm. Và như vậy thì đừng nói chi là những cái thiện pháp khác cao quý hơn. Chỉ cần chúng ta giữ được hành xả kham nhẫn và viên tịnh trước tám ngọn gió đời, tâm không động không sầu, như vậy đó là để trách nhiệm xem coi chúng ta thử sức vô cái nội hàm tu tập của chúng ta tới đâu.
Đó là nội dung của bài học hai mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Và hôm nay thưa quý vị, vì buổi sáng thì chúng tôi thuyết pháp ở trên Vận Hạnh, buổi tối hồi nãy chúng tôi mới thuyết pháp ở tại chùa Vĩnh Giác, xong rồi chúng tôi xuống là 8 giờ chúng tôi một rung liền. Nhưng mà vì cái phận sự trách nhiệm chúng tôi phải giảng, bây giờ cũng tương đối thấm mệt, xin Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ điều hợp cái phần thảo luận với chư tăng. Chúng tôi nghĩ một xíu chúng tôi sẽ trở vào để có thể trả lời những cái câu hỏi sau cho cùng. Mong Thượng Tọa Quan Hỷ kính chúc quý vị được đạt vui tiến hóa, và xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Cầm Ít Nam Mô Bụt Thầy. Dạ thưa quý trưởng, thưa tôi xin, mà thưa tôi hấp tinh, thưa tôi có ở trước máy và thưa tôi có nghe được không? Nếu thưa tôi hấp tinh nghe được, xin thỉnh thưa tôi quan kỳ trả lời cho cuộc thảo luận đầu tiên. Thưa hấp tinh, khi mà chúng ta nói về những cái pháp của thế gian, những pháp này chi phối nó vận hành thế gian này, thì thông thường chúng ta có hai cái cảm giác. Một là đó là điều tự nhiên, dù mình muốn tránh cũng không tránh khỏi. Thí dụ như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói rằng cái chuyện mà xưa và nay, nói nhiều cũng bị khen, nói ít cũng bị, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, và im lặng cũng bị chê. Và không có người nào mà ở trên đời này mà hoàn toàn không bị chê. Như vậy khen chê nó là một chuyện tự nhiên, điều không tránh khỏi. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy được một là tám cái pháp mà đẳng thức, vinh dục, khen chê, vui khổ đó, nó cũng là do cái tài, do cái hay cái dở bản thân, hay là do cái nhân quả của mình. Và đôi lúc ta khuyên mà mình cũng làm sao mình tránh đi, tránh đường bị ta chỉ trích, làm sao để mình được yên thân vân vân. Thì theo Thượng Tọa Pháp Tân, mình quan niệm như thế nào gọi là hợp tình hợp lý, quan niệm thế nào đúng với Phật pháp? Chúng ta quan niệm đó là tự nhiên, hay là chúng ta nên quan niệm đó ồ cái đó nó là do mình, tại mình? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hợp Tình. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo con nghĩ rằng ở trong tám cái ngọn gió đời, được khen bị chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền tước mất quyền tước, con nghĩ rằng đó là tám cái mặt ở trong cuộc đời này mà mình thường, có người của mình thường gặp. Đối với một cái người tu thì những cái việc mà nó xảy ra ở trong đời sống, có thể là nhiều khi là chúng ta thấy rằng mình làm một cái việc gì đó, thì cái người đứng ở bên ngoài người ta không có làm, nhưng mà người ta có quyền chỉ trích, có quyền chê bai, hay là người ta cũng có quyền khen ngợi. Cho nên là cái chuyện mà mình chê khen đó, thì như chúng ta gặp ở trong Kinh Pháp Cú đó, là làm người mà từ xưa nay đó là chưa từng bị khen không, mà chưa từng được chê, bị chê. Cho nên là cái khen có chê đó là vốn tự nhiên. Nhưng mà ở đây thì có những việc đó là mình cái khả năng của mình làm nó không tới cái việc đó.
Thật sự ra mình nói là để là mình hoàn hảo để làm một cái công việc gì đó thì cũng khó. Nhưng mà một người mà làm cái công việc gì đó nó chưa được tốt đẹp, chưa hoàn thiện thì cũng có thể là bị người ta chê. Bị người ta chê là do mình thiếu tài, thiếu khả năng, thiếu năng lực của riêng mình không có khả năng làm những cái việc đó một cách tốt. Hay hoặc là mình làm một cách tốt mà người ta chê cũng có. Thì chẳng hạn như là người ta ganh tị, châm biếm, hay là người ta nhìn một cái khía cạnh nào đó mà cái người ta thấy rằng mình chưa hoàn hảo, cho nên là người ta chê. Chưa hoàn hảo trong cái công việc đó cho nên là người ta chê. Thì ở đời đó mình hiểu là để mà mình hoàn hảo hết, để mà rồi mình làm cái công việc gì đó thì con nghĩ rằng cũng khó. Cho nên là nếu một người, theo con nghĩ rằng một người mà cố gắng trong một cái công việc đó, dù họ làm chưa được hoàn hảo hết hoàn toàn, nhưng mà họ có cái ý chí, rồi họ cũng có cái quyết tâm để họ làm cái công việc đó, mà nghĩ là công việc nó lợi ích gì đó mà họ làm. Dĩ nhiên là chưa có hoàn hảo thì người khác họ cũng có quyền khen và chê đó. Cho nên đó là như là trong kinh mình được biết đó là khen và chê thì quá khứ, hiện tại, vị lai thì không có cái gì mà nó hoàn hảo hết, cho nên có khen thì có chê vậy thôi. Như mình xét thấy là những cái việc mà khen và chê đó là vốn là tự nhiên, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình là mình cũng cho rằng mặc kệ nó, rồi ai làm gì, ai chê khen gì cũng kệ mặc ai ấy, rồi mình sống dược coi như là sống đạp trên dư luận, không có quan tâm gì tới người khác ấy, quan tâm gì cái dư luận ấy, thì rõ ràng theo con nghĩ rằng là mình cũng không phải là như vậy, mà mình cố gắng để mình làm công việc gì đó mà làm cho được tốt đẹp thì con nghĩ rằng dù là người ta có khen hay là chê gì đi nữa thì mình cũng chấp nhận như vậy thôi. Chấp nhận vậy thôi. Còn nếu mà nói rằng là do nghiệp quá khứ thì cũng không hẳn. Có những việc có thể là do nghiệp quá khứ. Thì nhiều khi nếu mà mình nói là do nghiệp quá khứ thì có thể là đời trước mình hay cản trở người khác, hay hoặc là đời trước mình hay có tâm ganh tị tật đố, hay là phá hoại cái việc làm gì của họ, cho nên là bây giờ bị người khác họ họ bị cái quả là mình bị người khác họ chê lại. Thì cái chuyện đó mình khoan nói cái việc mà quả ở đây. Con nghĩ rằng trong cuộc đời thì nếu mà đối với cái người theo như con nghĩ rằng bản thân của mình á, thì khen và chê nếu mà mình nhìn cho một cách chính xác á, thì vốn là việc tự nhiên, nó là như vậy. Cho nên là nhưng mà chúng ta cũng không đổ thừa hết hoàn toàn những cái gì là do nghiệp quá khứ. Có những việc ở trong đời sống hiện tại mà mình làm thì rõ ràng khi mà mình có cái ý chí mà mình muốn làm những cái việc đó, mình nghĩ cái việc đó là việc tốt á, mình làm, cố gắng để mình làm, dĩ nhiên là nó cũng có cái thành công một phần nào đó, hay hoặc là thành công một cách tương đối tốt, nhưng mà rồi đó thì người ta cũng không chấp nhận cái thành công của mình, vẫn có cái người đứng ra khen và chê đó. Cho nên hả, có người khen thì phải có người chê, mình không phải vì vậy mà mình không làm. Con nghĩ rằng nghĩ cái việc đó là cái việc tốt thì ở thì làm sao mà thuận hết được mỗi người ở trên cuộc đời này. Cho nên về góc độ nào đó thì con nghĩ rằng đối với Phật pháp á, thì mình biết chuyện khen và chê đó thì vốn là xưa và nay rồi. Cho nên là mình không phải đạp đứng trên dư luận để mình bất chấp gì gì hết. Rồi mình làm cái của mình mà cái việc đó nó sai, ví dụ vậy. Mình cũng biết lắng nghe. Cũng biết lắng nghe, nhưng mà cũng không phải là cái gì mình cũng nghe người ta chê là mình chán nản rồi mình bỏ cuộc. Vì vì mình nghĩ cái việc này nó đúng mà người ta chê mình thì mà mình chán nản mình bỏ cuộc, hay là người ta khen mình, hay là người ta khích tướng mình thì mình lại là hăng hái mình làm cái việc đó mặc dù là việc đó là không tốt, ví dụ vậy.
nghĩ rằng là khen và chê nó vốn là việc tự nhiên, và không hẳn là do nghiệp quá khứ, cũng có thể là do hiện tại. Mà cái thói đời thì nó là như vậy. Mình hiểu cái thói đời nó là như vậy. Cái thói đời mà người ta thường khen và chê đó thì không sao tránh khỏi. Nếu mà mình hiểu được cái thói đời nó là giống như vậy thì mình giữ với cái tâm của mình ở trong Phật Pháp ấy, thì hãy bình thản với những chuyện đó, bình thản những chuyện khen và chê đó. Bởi vì khen và chê nó vốn là như, tự nhiên của nó là như vậy rồi, cho nên cũng không phải vì vậy mà mình phải nao lòng. Nao lòng là mình lo lắng hay là mình phải có những sự phản ứng như thế này thế nọ. Thật sự là khen là mình thích rồi, mà chê thì mình buồn rồi. Cho nên khen chê nó là tự nhiên. Nhưng mà mình làm những việc gì đó, có nghĩ rằng với cái sự nhận xét của mình một cách rất cẩn thận trước khi mình làm chuyện gì, thì khi mà mình nhận định rằng cái việc đó là việc đúng hoàn toàn, đúng với Phật Pháp, đúng với nhân quả gì đó, thì mình cố gắng để mà mình làm. Còn cái việc chê khen đó thì vốn là nó như vậy. Cho nên là con nghĩ rằng ở đời thì mình cũng có tin nghiệp báo quá khứ, và cũng không phải là việc gì mà mình cũng đổ thừa là do quá khứ hết. Và có những cuộc đời có thể là do cái gì đó mà mình làm trong đời hiện tại này mà mình làm nó chưa được tốt, cho nên là người ta chê. Hay hoặc là mình làm tốt hoàn toàn, nhưng mà cái nhìn của người ta vẫn thấy mình vẫn có cái khuyết điểm chưa tốt hoàn toàn, cho nên người ta cũng chê. Hay hoặc là có thể là mình làm tốt hoàn toàn nhưng mà cái tâm người ta không thích như vậy, không thích mình làm những việc đó, thì người ta cũng có thể chê. Cho nên con nghĩ chê thì mình không phải để ngoài tai, nhưng mà mình đừng nên để tâm cái việc đó, cả khen và chê luôn. Mà mình nên nhận xét là cái việc gì đúng thì mình nên làm thôi. Thì con có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng khoan hỷ và trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa Pháp Đăng, nhiều người trong chúng ta đó thì rất là mong mỏi điều tốt đẹp nhất ở trong cuộc sống. Mình mong mỏi luôn luôn mình được khen, mình mong mỏi luôn luôn mình có thành công trong sự nghiệp, mình mong mỏi vui. Cái sự mong mỏi đó mới xem chừng như là rất là vô hại. Nhưng mà người xưa có nói rằng nếu chúng ta quá tha thiết với cái thuận cảnh đó, thì chúng ta sẽ rất là khổ khi gặp nghịch cảnh. Thì Thượng Pháp Đăng có đồng ý như vậy không? Kính thưa Thượng Pháp Đăng. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như thế này. Nếu chúng ta tha thiết với cái mong cầu thuận cảnh đó, thì chúng ta sẽ đau khổ khi đối diện với nghịch cảnh. Thật sự cái tâm lý của chúng sanh là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ rằng cái thuận cảnh, cái nghịch cảnh đó mà Đức Phật Ngài nói với vị tỳ khu ở trong cái bài kinh Thanh Tịnh, Ngài nói với tôn giả Quynh Đá và Chư Tăng đó, nghĩa là một cái vị mà phản ứng thuận nghịch đó, đó là nông nổi của vị tỳ khu. Thuận nghịch đó nghĩa là mình nhìn mắt, bởi vì thường thường ở đời là người ta có mắt để thấy, có tai để nghe, có tâm để suy nghĩ. Và chính mắt thấy, tai nghe, tâm suy nghĩ đó nên nó cũng có thiện và ác ở trong đó. Và theo nghĩ rằng nếu mà cái sự tha thiết mình tu tập đó, nếu mà mình nghĩ rằng cái nhân quá khứ mình đã có những nhân thiện, đời sống này mình có tu tập nữa đó, đó là điều mà Đức Phật Ngài nói rằng mình không có phản ứng thuận nghịch, mình không có nông nổi. Nhưng mà nếu mà mình thật sự là mình nông nổi đó, nhiều khi nó quá cái tầm vượt của mình. Ví dụ mình là một cái người thiếu phước vật, phước đức, phước trí, mà bây giờ mình mong mỏi người ta khen tặng mình được cái hạnh phúc này, hạnh phúc kia đó, thì
thì con nghĩ là người đó cũng cần nên phản tỉnh lại. Cần nên phản tỉnh lại. Bởi nếu mà mình là người, những cái người mà họ có phước đó, thì nhìn vậy sẽ biết cái việc làm của họ rất là dễ thành công. Cái sự tiếp thu của họ rất là mau lẹ. Bởi một cái người có phước đó, họ do cái tâm tục sinh của họ, cái trí đó, thì họ tiếp xúc đời rất là mau. Thường thường con hay nhắc các Phật tử là mình tục sinh bằng cái tâm thiện học trí đó, mình học một biết mười. Nhưng mà nếu người mà tục sinh bằng cái tâm thiện mà lý trí đó, mình học mười chỉ biết một thôi. Tuy rằng nó cũng có những cái trường hợp như ngày Chua Lóc Ăn Tá Cá, ngày học 3 tháng ngày không thuộc, do cái nghiệp của ngài nó che chắn ngài thôi. Chứ thật sự nếu mà chúng sanh đó, mà không có bị những cái nghiệp nó che chắn đó, nó hiển lộ đó, thì người nào mà họ mọc học mau lẹ đó, tất nhiên là họ là người có cái phước trí trong quá khứ và hiện tại họ tục sinh bằng cái tâm có trí. Như vậy thì mình cũng hiểu được điều này. Nếu mà mình hiểu được đó, mình là người có cái năng lực như thế này thế kia đó, thì những cái mong mỏi của mình có đó, nó cũng là một cái điều mình nên hoan hỷ với cái phước của mình thôi. Chứ còn nếu mình mong mỏi rằng ở đời mà không có nghịch cảnh, hay là không có hoặc nó ngược lại đó, mình mong mỏi thì nó lại mang lại những cái gì đó không có vừa lòng mình, thì điều này vẫn có. Tại vì thường thường đó, Đức Phật thì nói rằng chúng sanh hay phản ứng thuận nghịch, nên chúng sanh hay tạo nghiệp ác. Chính những điều đó là những cái câu chuyện, ví dụ như ngày mình thấy như là cái câu chuyện của Tôn giả Đê Quá Đắc Tá, sau này thành Phật hiệu là Bộ Xương Khô đó, miệng hôi thối đó. Nếu mình gặp cái vị Phật độc giác này mà mình chê bai đó, thì tất nhiên là mình rất là cái nghiệp mình rất là không có tốt. Bởi vì ngài là phải chịu cái nghiệp quả, tuy rằng ngài thành Phật độc giác đi, nhưng mà do cái nhân hiện tại đời này đó, ngài xuyên tạc cái giáo pháp Phật chia rẽ tăng, nên bây giờ ngài mắc cái nghiệp quả như vậy. Nên nếu mà cái người mà thật sự cái tám pháp thế gian này, thì con nghe từng tòa đại siêu giảng mà con cũng suy nghĩ đó, nếu mà cái người mà bởi vì mình có mắt có tai có tâm á, cái đó là nó cũng thiện ác. Và Đức Phật ngài nói trong bài kinh Thanh Tịnh đó, thì ngài nói rằng nếu mà những người nào nam nữ cư sĩ hay là một người tu đó và thật sự có tâm tu đó, mình phải phân biệt những cái thuận nghịch và thuận ứng bằng nghịch ứng. Những cái thuận ứng đó, là nhiều khi mình tham mình thích nên mình khởi cái tâm tham, cái thuận ứng là khi mắt thấy tai nghe tâm mình suy nghĩ. Mình thấy dụ như mà cái người trước đó là ngoại giáo mà ngồi với cái tâm suy nghĩ rằng cái người thợ đẻo bánh xe này sẽ đẻo như vậy đó, ông ta suy nghĩ như vậy thì cái người thợ đẻo cái bánh xe đẻo y như ý của ông ta, thì ông ta mới vui, ông ta nghĩ rằng nhá, cái người đó làm như là biết cái tâm ý ta, ta muốn đẻo như vậy đẻo thay vậy. Cái đó là cái tâm thuận ứng. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng biết rằng những cái vị đó có những cái suy nghĩ để là nó xa vời đi cái chánh niệm. Cái nghĩa là nhiều khi người ta làm theo cái bởi vì thường người ta đẻo nó cũng đẻo theo một cái quy cách của họ đẻo, mà mình là người thợ mộc mình học quy cách đó, bây giờ mình đi tu rồi nhưng mà họ đẻo cũng theo cái quy cách đó thôi. Mà mình nghĩ rằng họ biết cái tâm mình thật sự, cái người đó thật sự là một cái người nông nổi. Ví dụ như mình thấy đơn giản thôi, ví dụ một cái người mà họ làm ruộng thì họ phải phát đất, họ phải dọn đất rồi họ phải cày bừa. Cày xong đất lên họ bừa đất rồi họ gieo mạ rồi họ cấy lúa rồi họ cho phân cho nước vào. Thì cái chuyện đó là cái chuyện một người làm nông họ làm như vậy. Nếu mà cái người làm nông họ hiểu cái cách đó, thì họ làm như vậy. Trừ khi nào những người họ không hiểu cách là cái chuyện làm trước họ làm sao, cái chuyện làm sao họ làm trước thôi. Thành ra Đức Phật đó, ngày cho chúng ta biết rằng có nhiều khi cái tâm chúng ta nghĩ nó bị thu hút theo cái thuận nghịch. Bởi vì mắt mình thấy, tâm mình nghĩ, tai mình nghe, tâm mình nghĩ. Và những cái điều đó nó cũng là thiện ác. Nó thiện ác, nên chính vì cái thiện ác đó, nên những cái mà người ta tốt đó, mình lại chê người ta. Những cái người ta xấu mình lại khen người ta. Nên đó, thí dụ mình thấy rằng thanh niên ở Bách Thá đó, ngoại đạo Na Tô Bích Tá, một người đi sau thì khen Đức Phật. Cái người đệ tử thì khen Đức Phật, tán thác Phật, tăng phát Pháp, tăng Phật Tăng. Nhưng cái người đệ tử thì quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ Tăng. Cái người thầy quỷ bán như vậy. Sau khi mà đi một đoạn đường chưa Tăng vào nghỉ ở trong một cái nhà mát đó, thì Đức Phật ngài bị hỏi như vậy.
thì chư tăng mới nói rằng theo lời dạy của Đức Phật, y chỉ vào cái sự dạy dỗ của Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng vị tỳ khưu, khi mà nghe người ta chỉ trích mình á, mình suy xét á, mình có đáng bị chỉ trích vậy không? À, nếu mà mình không đáng chỉ trích á, thì đó là cái chuyện mà người ta không thích mình, cứ chỉ trích mình thôi, chứ thật sự mình không có lỗi lầm gì hết. Còn khi người ta khen tặng mình cũng vậy, mình suy xét coi người ta khen tặng mình đúng không. À, thí dụ người ta khen tặng một quý vị chư tăng là những vị thanh tịnh, những vị hết phiền não. À, thì mình nếu mà mình còn phiền não, mình nghĩ rằng người đời 8 tháng các bậc thánh, còn mình đi theo các bậc thánh thì mình phải nên thu thúc. Nếu mình nghe cái lời khen tặng mà mình dễ vui phóng dật đó, thì nó rất là nguy hại. À, rất là nguy hại. Và chính vì như vậy á, nên á, mình phải làm cho mình xứng đáng trở thành bậc thánh, nên mình bắt buộc mình phải nỗ lực để mình tu tập. Chứ còn người ta khen là khen thánh thanh tịnh, chứ không phải là mình thanh tịnh mình còn phiền não. Và nếu mà mình nghe cái đó, điều đó mình khoái quá đó, khoái bằng mây xanh đó, thì cái đó là cái điều mà rất là nguy hiểm. Nó có thể làm cho mình đầy những cái tham dục. Và nếu người ta chê mình rất là bực bội thì mình cũng sẽ bị phẫn nộ để chi phối là cái tâm mình vậy đó. Cũng là không phải là cái người mà Đức Phật này ngài nói rằng cái người mà phản ứng thượng nghịch là cái người nông nổi. Thì ở đời đó, cái việc khen chê đó, nhiều khi đó, nếu mình là cái người tu đó, Đức Phật nói rằng mình thấy người này họ gặp cái chuyện này chuyện kia đó, ví dụ như họ có miệng thúi đi, thì mình cũng biết rằng cái người này cái nghiệp đời trước đó, là chia rẽ tăng, phá hoặc hợp tăng, hoặc là nói ly gián, nên bây giờ người sanh nó cái miệng thúi. Nếu mình chê đó thì thật sự ra là mình đã tạo cái nghiệp rồi. À, mình chê người ta đó thì mình đã tạo cái nghiệp rồi. Tuy rằng đó, 80 pháp thế gian này, nếu mà suy nghĩ là Phật pháp thì con nghĩ nó cũng rất là có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. À, và sẵn thượng tọa nói thì con cũng muốn nêu ra, ví dụ mình thấy cái khởi bổn nhân thế đó, lúc mà Phạm Thiên mà là người du hành xuống trái đất đó, thì cái người tham ăn họ ăn nhiều thôi, cái người kia không tham ăn như người kia đó, à, chê cái người này thì cuối cùng đất không ăn được. À, nắm một con đất, dê leo một con đất thì cũng phát triển y như vậy thôi. Cái người tham ăn thì cái tánh tham họ tham ăn nhiều, nhưng mà họ có tâm tham với tâm si. Còn cái người mà chê đó thì có tâm sân với tâm si, nên cuối cùng đó, thì nắm đất không ăn được, nắm ở trong đất à, cũng bị mất đi, rồi dây leo trong đất cũng mất búa một trong đất. À, sau khi mà Đức Phật này nói như vậy, mình mới thấy rằng cái người mà họ chê đó là họ có tâm sân và tâm si. Còn cái người mà họ tham ăn đó, thì họ có tâm tham và tâm si. Mà đã là bất thiện đó, thì cái người trước bất thiện, người sau cũng là bất thiện, cũng là tâm sân và tâm si. Như vậy thì nhìn vào cái lời khen chê ở đời đó, đó là nếu mình suy nghĩ cho sâu sắc đó, thì do mắt của mình nhìn cái cảnh sắc. À, rồi cái vừa lòng mình đó, thì mình bởi vì cái người có khuynh hướng thực sự thì mình thấy, ví dụ như bây giờ mình thấy cái người Ấn Độ đó, xe của họ thì họ vẽ đủ thứ màu hết. Nếu mình là người Việt Nam, mình thấy cái người Ấn, mình nói sao cái người Ấn giống như là hát xiệc vậy, chiếc xe đi làm ăn vẽ đủ thứ màu mè. Hoặc là mình đi qua mình người Thái, mình thấy người Thái họ trên xe buýt họ cũng vẽ đủ thứ màu như vậy. Nhưng mà thường thường chúng ta sanh người Việt Nam, chúng ta không thích vẽ màu như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó, chúng ta khen vậy đó, thì cái khen chê chúng ta không có nhận định. Không có nhận định tại sao mình khen, tại sao mình chê. Mình khen chê chẳng qua là vừa ý mình, không vừa ý mình thôi. Có nghĩa là thuận nghịch ứng thôi, chứ không phải là mình suy xét khen chê. Chính vì như vậy nên cái tâm của mình chỉ là cái tâm, nếu mình chê đó cũng là tâm sân với tâm si, nếu mình khen cũng là tâm tham tâm si thôi. Chứ thật sự là mình không có nghe lời Đức Phật này nói rằng thuận ứng nghịch ứng là kẻ ngu si họ mới thuận ứng nghịch ứng. Còn các vị sa môn đừng có nên thuận ứng nghịch ứng, vì thuận ứng nghịch ứng là mình không có thấu triệt được những nhân quả. Ví dụ một cái người mà họ bị tàn tật đi, mình khó chịu với họ đó, mình có tâm sân với họ thì mình sẽ không có giờ mình có thể tiếp độ họ được. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng cái người này đời trước họ tạo cái ác nghiệp, bây giờ họ phải làm người thật nguyền như vậy. Ví dụ như vậy, một là mình hiểu Phật pháp, hai là cái trí tuệ nó sanh khởi trong sự nhận định cảnh mà mình cái tâm mình chánh niệm được. À, như vậy thì mình sẽ đỡ phải tạo nghiệp ác. Còn nếu mình không, mình nhìn đời, bởi vì thật sự cái khen chê và tám bát thế gian được lợi mất lợi, được danh danh được quyền của quyền đó, thì con nghĩ rằng nó cũng là cái lý pháp mà Đức Phật ngài nói rằng đối với chúng sanh và cái nghiệp và cái phước
cái quả lành và cái quả bất không lành. Mình nói với nhãn thức thọ xả và bất thiện, nhĩ thức thọ xả và thiện, là nhãn thức thọ xả và thiện, nhĩ thức thọ xả và thiện. Thật sự mình khi mình nhìn những cái điều đó, đó thì nếu mà mình thấy vừa lòng mình đó, thì gọi là nhãn thức thọ xả quả thiện. Nhưng mà nếu mà mình không nhìn vừa lòng mình thì nhãn thức thọ xả quả thiện. Nhưng mà thật sự ra thì chúng sanh đó do cái nghiệp đời trước cho ra cái kiếp đời này thôi, cho ra những cái gì thành thành đạt và thất bại cái đời này thôi. Nếu mà mình không có suy xét thì mình sẽ không có tĩnh tâm để mình nhìn thấy những gì Đức Phật dạy. Mình sẽ phản ứng thuận nghịch, mình sẽ là người nông nổi chứ không phải là người sâu sắc. Dù là được lợi mất lợi, được danh mất danh, thật sự thì như là lời Tượng Tọa Đại Siêu giảng trong bài kinh Nghiệp Phân Biệt, thì tất cả những điều đó Đức Phật là vẫn biết là những cái hạnh phúc chúng sanh đã tạo, những cái ác nghiệp chúng sanh đã làm mà nó chịu ra cái hậu quả này. Chứ điều đó hoàn toàn cái nghĩa là đối với chúng sanh đó, một là đối với mình, hai là đối với chúng sanh đó, họ nhìn với cái tâm tham tâm sân. Bởi vì nhiều khi họ bị cái ganh tị tật đố đó, là cái sân phần ấy, hoặc là họ ích kỷ, họ không chịu khen những gì đáng khen. Nên ví dụ thấy quý vị thấy sân tật lẫn hối, đó là bốn sở hữu sân phần ở trong cái tâm sân. Và nếu mà bốn sở hữu sân phần trong tâm sân á, thì mình sẽ không khen những gì nên khen, mà mình chỉ ganh tị tật đố với những cái gì người ta có thôi. Gần như tự tật đó, hoặc là mình không khen người ta một tiếng đáng khen mình không khen, hoặc là cái người mà đáng chê em chê, vì mình không có mình xử sự gì thương gì ghét gì si mê gì sợ, chứ mình không có xử sự gì đúng theo pháp. Thì theo con nghĩ rằng nếu một cái người mà mình sống mình tha thiết, đó là cái giống như là theo con nghĩ rằng đó là cái sự ước muốn để mình tu hành, đó là cái dục thần túc, nó có thể mình hiểu như vậy. Tại vì ở đời mình phải hướng cái tâm mình lên. Nếu mà những cái gì mình không thành đạt, mình coi đó là cái nghiệp quả của mình cần phải phấn đấu thôi. Nếu một người mình nói rằng thôi tôi ngu dốt, thôi kệ cái thân tôi ngu dốt, tôi phải chịu vậy thôi, nó không phải là vậy. Người ta có nói mình ngu dốt, mình thật sự là ngu dốt thì mình cũng phải mình phải siêng năng lên. Thậm chí còn nhớ câu chuyện mà Đức Bồ Tát, Đức Phật kể lại trong quá khứ này, có người học trò mà nó ngu dốt lắm, mà nó học không có thuộc gì hết, nhưng mà cuối cùng nó cũng được 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 Đức Phật ngày tiền thân Đức Bồ Tát ngày dạy cho câu thần chú, mà cái câu thần chú đó đem lại cái hạnh phúc là làm bậy chứ có làm bậy ta biết như vậy là chỉ đọc cái câu đó thôi. Mà trước đó là cái người học trò khờ khạo, ông thầy cũng nằm xong rồi cái ghế cái giường nó bị trật, cái kê, thay vì lấy đồ kê vô, kiếm đồ kê vô không kê, lấy bắp đùi của mình kê vô. Ông thầy ông ngủ trưa xong rồi ông thấy ngục trò, ông hỏi thì ông nhìn xuống thấy cái ngục trò lấy cái bắp đùi mình kê cái giường cho thầy ngủ, mà thay vì thầy đi kiếm cái đồ kê không chịu đút cái bắp đùi mình vô. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát cũng thương cái ngục trò của mình, tuy nó khờ khạo như vậy nên ngài cũng dạy cho nó cái câu thần chú, và sau này chính cái câu thần chú đó làm cho cái ngục trò khờ được vua ban tặng. Thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài kể câu chuyện hiện tại bây giờ vị này khờ khạo như vậy, nhưng mà gặp ngài ngài cũng dạy được cái lợi ích. Thì con nghĩ rằng ở đời đó có những cái mà với bản thân của mình đó, mình phải nỗ lực, hoặc là mình sống mình phải trung thành, mình sống hiếu thảo. Dù mình hiện tại mình có gặp bất hạnh đi, mình có gặp con cái của mình nó ngỗ nghịch, đệ tử mình nó ngỗ nghịch, nhưng mà bắt buộc mình phải hiếu thảo với thầy của mình. Chứ không có thể nào mình lại ngỗ nghịch, mình nói rằng mình gặp đệ tử ngỗ nghịch, bây giờ mình lại ngỗ nghịch với thầy mình, không có thể nào mà làm như vậy được. Như vậy thì cái sự tha thiết để mà cầu thuận cảnh đó, đó là nhân, để mình tạo cái nhân tốt thì nó sẽ có quả tốt trong tương lai thôi. Còn nếu mà mình mà bất chấp như vậy đó, thì nó cũng sẽ rất là khổ. Còn ở đời thì cái chuyện nghịch cảnh đến với mình nó cũng vẫn có như thường. Tại vì quá khứ mình đã không khéo tu tạo, mình không có khéo vun bồi những cái hạnh nghiệp của mình, nên bắt buộc mình phải bị khuyết điểm thôi. Nên Đức Phật này nói rằng đời chúng sanh mà hạnh phúc hoàn toàn cũng khó, vì chúng sanh khó cái khi nào mà làm toàn pháp trắng, mà chúng sanh có làm pháp lẫn lộn là pháp đen pháp trắng. Nên bây giờ có vui có khổ, có khen có chê, có danh có được lợi mất lợi, được danh mất danh là cái chuyện đương nhiên thôi, chứ không thể nào hoàn hảo được. Nhưng mà nếu mà đời mình muốn muốn cho mình được đó, thì một là mình phải tu tập để mình ngăn ngừa những cái ác pháp trong mắt tai mũi miệng thân tâm của mình. Có nhiều khi mình nhìn thấy do cái thói quen của mình,
mình phản ứng thuận nghịch một cách một quá nông nổi như vậy đó, thì rất là dễ mất lòng những cái dân tộc. Ví dụ mình qua người Ấn, mình nói người Ấn xong mà xe cộ vẽ màu mè, treo cái gì màu mè dúng mà nhựa đỏ xiết, người ta cũng bực bội với mình, người ta cũng không vui với mình. Tại cái màu sắc đó cái dân tộc họ thích, mình thì không thích màu sắc như vậy, mình thích chiếc xe thì nó đơn giản thôi. Nhưng mà đừng nghĩ rằng ai cũng giống mình hết, vì mỗi chúng sanh nó có một cái sự tái sanh, và do cái sự ưa thích của họ mình gọi là tham ái, họ tái sanh có sai khác. Mình nói con cá dưới biển cũng màu sắc sai khác, Đức Phật này nói cũng do cái tâm tham nó nặng về tham tà kiến, tham ngã mạn gọi là tham, hoặc là tham trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó khác biệt với nhau, nên cái sự tái sanh nó cũng tuy rằng nó sanh ra cái thân cá, nhưng mà con cá nó nhiều màu sắc, cái con cá thì nó lù xù, con cá thì nó sắc vàng ống ánh. Ví dụ như đời trước Cấp Bí Lá, thì cái Cấp Bí Lá là người tu, bây giờ sanh ra là con cá màu vàng như cái miệng thúi, thì nó đều là nhân quả hết. Nếu mà mình suy nghĩ rằng những cái điều đó Đức Phật nói đều là nhân quả hết, nếu mình suy nghĩ được, không phản ứng thuận nghịch, những cái gì mà mình không có được đó, thì mình cũng sẽ mong mình sẽ được, nhưng mà cái được đó là nhân, để mình phải làm cái nhân thiện, thì cái quả thiện nó sẽ có với mình thôi. Chỉ còn nếu mà mình chỉ tạo bất thiện thôi, mình mong mỏi được những cái gì tốt đẹp cho mình, thì con nghĩ rằng cái điều đó không thành công. Thì ở trong cái câu hỏi của thường tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi miệng cho thường tọa. Sao thu cái trường từ học đó. Đức Quyên Thông, Đại Đức Quyên Thông có mặt trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Quyên Thông nghe được, Đại Đức Quyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Đại Đức Quyên Thông, Ngài Buna hay là Ngài Phú Lô Na đó, Ngài có câu trả lời mà chúng ta thường trích dẫn ở trong kinh điển. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi, Ngài Buna nếu con sang xứ Sulaparanta đó, người ta nói người xứ rất là hung dữ, người ta chửi bới con thì con nghĩ sao? Thì Ngài trả lời rằng, bản Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng nếu ta chửi con nghĩ rằng họ cũng còn tốt, tại vì họ mới chửi thì chứ họ chưa đánh con. Nếu họ đánh con thì sao? Thì con vẫn nghĩ rằng họ kể ra cũng còn tốt, họ mới đánh chứ họ chưa giết con. Thì Đại Đức Thế Tôn, có nhiều người nói rằng nghĩ cách đó thì cũng nghe thì cũng rất là hay, tại vì Ngài bản lãnh, nhưng đối với mình áp dụng không được, bởi vì nó có vẻ như nó không thực tế. Dạ, mình đã bị ta chửi rồi, mình nghĩ rằng họ cũng còn tốt nữa, không thực tế. Cái cách nói mà ở ngoài đời người ta hay gọi là lạc quan tếu đó. Thì Đại Đức Thế Tôn nghĩ rằng cái đó có thực suy nghĩ, kính thỉnh Đại Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, về cái hành động của Ngài Buna đó, trước đó, trước ngày Bồ Ná thì Đức Phật có giảng giải là cái thân xác của chúng ta nơi mà chứa chấp tịnh vân vân, và lúc đó có nhiều vị tỳ kheo đó không có tự mình, không có can đảm tự mình mà này, giết bỏ thân mình đi, cho nên mướn người ta giết mình. Thì lúc đó có một thời gian nào đó thì Đức Phật tỳ kheo là vắng đi nhiều quá vậy, thì họ mới kể ra chuyện như vậy. Cái Đức Phật nói giảng giải lại cho nói là cái thân này nó bất tịnh, nhưng mình phải sử dụng cái thân này để làm những cái điều tốt, cũng như mà Đức Phật có giảng giải là như những cái đó hoa mà nhiều người đã dùng cái khả năng của mình để làm những cái tràng hoa tốt đẹp. Cũng vậy, cái thân này dù cái thân này nó quế trượt, nhưng mình sử dụng cái thân này để làm những cái thiện sự. Vì vậy cho nên kính thưa Sư Phụ, cái nhìn của cái người bình thường đó, thế gian đó, và cái nhìn của những người tu Phật mà hiểu rõ Phật Pháp và thấy được cái sự an tịnh, là khi nào mà chúng ta là giác ngộ với là cái trí giác ngộ của Đức Phật mà không còn cái thân này, là bởi vì Đức Phật nói là một vị Phật chánh nghĩa của nó là một vị Phật không có thân bằng xương bằng thịt. Vì sao? Vì cái thân bằng xương bằng thịt này thì nó luôn luôn thì nó là có cái sự là biến hoại và cái sự đau đớn đau khổ đó. Vì vậy cho nên là cái người mà nói như đó là
cái sự vụ mà lạc quan tiếu thì đó là cái quan niệm của cái người bình thường. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy và cái giáo pháp mà tất cả vị tỳ kheo nói trong ngày đó thì chỉ cho những người có cái tâm tu học thì mới thấy và hiểu và nghe và chấp nhận. Còn người ngoài thì không thể nào nghe, không thể nào hiểu, không thể nào chấp nhận. Vì vậy cho nên con còn nhớ Đức Phật khi mà Ngài ở cội cây Bồ Đề đã giác ngộ rồi, thì Ngài quán sát về cái giáo pháp của Ngài, thì Ngài mới thấy giáo pháp của Ngài quá là thâm sâu, loài người không thể hiểu được. Con lặp lại, giáo pháp của Thế Tôn, giáo pháp của chư Phật là quá thâm sâu, loài người không thể hiểu được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái giáo pháp này của ta đó, thì loài người không thể hiểu được, bởi vì cái giáo pháp này thì nó thuộc về xả ly buông bỏ, trong khi loài người thì ôm đồm. Là vì vậy cho nên trong khi người ta là bỏ đi tất cả những tình yêu dâm dục và vân vân, thì loài người lại càng yêu càng nhiều càng tốt, càng dâm dục nhiều càng tốt, càng dỗ ngực xưng tên nhiều càng tốt. Thì tất cả những cái điều có thể người thế gian nói thì đều là sai lầm mà những người thế gian không hiểu được. Chỉ có những người hiểu pháp thì mới biết đó là những điều mà chúng ta là gọi là cặn bã, là bỏ đi. Vì vậy kính thưa sư phụ, cho nên Thế Tôn mày ngày khi mà ngài đắc được cái pháp thì này, ngài nói là cái pháp mà ta chứng được thì khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đắc. Vì vậy cho nên cái ông Sam-pa-ti là cái người mà đã chứng quả và đã thấy, đã có cái tha tâm thông, thấy được cái tâm của Thôn, mới là bay xuống và đảnh lễ Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, loài người đã chịu đau khổ từ lâu quá lâu rồi. Thưa Thế Tôn, Thế Tôn cứ giảng pháp thì loài người, có những người mà trong mắt của họ ít bụi, họ có thể thấy nghe và hiểu được và làm được. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng Phật nhãn của Ngài và quan sát thế gian có cái loại người đó hay không. Và Ngài đã im lặng nhận lời, và từ đó cái giảng pháp, và chúng ta có giáo pháp như ngày hôm nay. Kính thưa sư phụ, thì cái điều mà nếu mà bị người ta chửi bới thì nghĩ rằng họ cũng còn tốt một chút, thì bởi vì họ chưa đánh đập, mà đánh đập chưa chém, mà chém họ chưa giết. Cái đó là cái nhìn của một ngài Phú Ná, là ngài Phú Lô Na. Thì như vậy thì con thấy rằng đối với những người mà hiểu giáo pháp thì con nghĩ rằng cũng giống như ngài Phú Ná như vậy thôi. Thí dụ chúng ta ra đường mà gặp người ta khinh chê mình, thì mình thấy rằng họ khinh chê mình chứ chưa đánh mình, rồi khi nó đánh mình họ chưa giết mình đó. Thì con thấy là tất cả những cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ như vậy và đúng như vậy. Chứ nếu mà chúng ta không thể thấy khác, chúng ta không thể thấy khác. Vì vậy kính thưa sư phụ, cái câu thảo luận số 3 này, một người, một đệ tử Phật mà nói rằng nếu người ta chửi bới mà nghĩ rằng họ cũng còn tốt, vì họ chửi bới chứ chưa đánh đập, và nếu đánh đập thì cũng chưa chém, mà nếu như chưa chém cũng chưa giết, mà nếu cho giết thì lại càng tốt, là bởi vì mình không có giết thân mình mà người ta giết giùm mình, cho nên là mình không có bị cái tội sát sanh. Rồi mình là bởi vì cái người mà không có phạm giới, không có sân si, thì là những cái điều đó là những điều con nếu mà bây giờ có thể nói là như ngài Phú Ná thì con cũng bằng lòng là như vậy. Kính thưa sư phụ, là bởi vì khi mà con nghe nó là trong cái chuyện mà cái thư viện Nilanda đó, thì bị là Hầu giáo nó vô giết 20.000 người đó, mà những người kia chỉ ngồi thiền để cho giới giết, không phản ứng đại, mà nhiều người đã phê bình. Thì con thấy rằng những người phê bình không hiểu gì cả, bởi vì khi mình phản ứng lại là cái tâm nổ lên thì trước sau cũng chết, mà mình chết với cái tâm sân thì mới đi vào địa ngục. Còn ai muốn giết mình thì họ có giết, bởi cái thân này có đáng gì đâu đó. Mình chết bây giờ hay là chết 50 năm sau thì cũng vậy thôi. Thì vì vậy kính thưa sư phụ, con tán thán và con thấy ngài Buna đã làm cái điều đó là rất đúng, và Đức Phật đã chấp nhận, và Đức Phật đã cho ngài Buna đi, và ngài vô giới cái tâm đó thì qua bển thì ngài đã thành công, và ngài đã quán cải tất cả những cái tâm của những người đã đánh đập ngài đó. Thì bây giờ thì họ đã hoàn toàn đã chuyển đổi 180 độ. Kính thưa sư phụ, đó là những cái sự thấy của con trong cái câu thảo luận số 3 này.
Con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú truyền để được quyền thông. Bất thiếu tội từ siêu thiếu tội có ở trước máy không? Nếu thiếu tội từ siêu nghe được thỉnh thiếu tội trả lời cho câu thảo luận số 4. Thiếu tội pháp tân, thiếu tội có nghe được không? Nếu thiếu tội pháp tân đang ở trước máy xin thỉnh thiếu tội trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa Hợp Tân, thì tòa có nghe được không? À, thì tòa Pháp Đăng, một lần nữa xin trở, ôm dạ thấy thì tòa Thủy Siêu đưa tay rồi. Mà thì tòa Thủy Siêu, chúng ta hiểu trong cuộc sống nó có những cái thuận và cái nghịch. Nhưng mà nhiều khi, vấn đề nó không phải là thuận nghịch mà vấn đề là cái thái độ của chúng ta đối với cái thuận cảnh và nghịch cảnh. Có một cái thái độ đối với thuận cảnh và nghịch cảnh mà được ghi trong kinh trong Luận Bảo Vương Tam Muội, một bài kinh mà rất là quen thuộc của Phật giáo Bắc truyền, như là chúng ta gọi là 10 điều tâm niệm đó. Thì trong đó có những cái câu như là nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu sa. Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Cái suy nghĩ đó nó thuộc về nghịch ứng hay là thuận ứng, và nó có là một cái đối sách tốt theo cái nhìn của kinh điển Pali và cái nhìn của một người tu tập. Thì xin kính thỉnh thượng tọa Thiền sư Quang Hỷ cho vài suy nghĩ về điểm này. Anh là một thời nha. Kinh bạch chư tụng đức kinh thừa, những câu nói mà thượng tọa Giác Đẳng vừa trích dẫn ra đây ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội của Phật giáo Bắc truyền là những câu mang cái tính cách thuốc đắng đã thật. Những câu này thì đọc nghe hay, nhưng mà những cái câu nói đó là có những vị tổ họ nói, không biết là vị tổ đó có chứng quả không, không biết được. Chứ không, Đức Phật này không có dạy chúng ta vậy. Bởi vì cái đấu sách và Đức Phật này dạy chúng ta, cái đấu sách để diệt tham dục đó, thì phải thực hành với một cái tư tưởng khác, một cái tác ý khác. Cái sự kiêu sa, cái sự
ngạo mạn đó. Chúng ta có một cái đối sách khác, có một cái pháp thực hành khác. Còn cái việc mà muốn vô cái sở học mà nó thấu đáo, chúng ta cũng có cách khác, một đối sách khác. Còn chiến nguyện mà kiên cường, muốn cho chiến nguyện kiên cường, chúng ta cũng có đối sách khác. Nên chúng tôi nghĩ rằng cách suy nghĩ đó nó thuộc nghịch ứng. Nhưng mà cho dù không muốn nói như vậy đi nữa, thì chúng ta nói rằng những cái cách suy nghĩ đó đối với một cá nhân của cái vị hành giả tu tập á, thì áp dụng để tự rèn luyện chính mình, thì cái điều này nó không có vấn đề gì, nó vẫn tốt thôi chứ không phải vấn đề gì. Nhưng mà nếu như xem đây là một cái giáo pháp, một cái lời dạy của bậc giác ngộ, thì cái này không phải. Tại sao chúng tôi nói không phải? Là bởi vì Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi ngài dạy cái pháp môn gì, thì cái pháp môn đó do tự ngài đã giác ngộ, đã hiểu. Ngài không nghe người khác nói, ngài nói lại, không theo cái truyền thống của kinh điển rồi ngài giảng thuyết ra. Mà với cái tư tưởng này đó, thì chúng ta thấy vẫn có những cái kẽ hở. Và nói bỏ ngỏ tức là cái lời nói này nếu mà dẫn dắt cho người áp dụng thì khi mà cái người đó họ thực hành, đến khi mà họ bị phản tác dụng, thì lúc đó họ không biết phải làm sao, mà chính nghe cái người nói cái vấn đề này họ cũng không biết phải làm sao, vì không dẫn dắt tới nơi tới chỗ. Không giống như Đức Phật. Đức Phật khi mà ngài dạy cái pháp môn gì cho đệ tử tu hành để diệt trừ những phiền não, thì ngài đã tiên liệu được cái đó thực hành nó sẽ đạt đến đâu, và nó sẽ có những cái nghịch ứng như thế nào, ngài biết rõ. Cho nên ngài dạy một pháp môn chắc chắn, chứ không phải là bỏ ngỏ như thế này. Chúng tôi lấy ví dụ,
cái mục đích tu tập. Là để thực hành diệt trừ cái sự khổ đau. Mà nếu nói rằng là khi nghĩ đến thân thể thì đừng có cầu không bệnh, bệnh khổ. Vì đó, vị này vì không có bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Nhưng mà đến chừng khi mà bệnh khổ nó hoành hành cái thể xác rồi, tham dục nó không sanh mà cái tâm phiền toái nó khởi lên thì sao lên? Nó cũng là một thứ phiền não ma. Hễ mà dùng cái bệnh khổ để chặn đứng cái sự tham dục thì bây giờ cái phiền não khác sinh khởi. Cho nên cái chỗ này là chúng ta áp dụng cũng được. Và trong pháp quy kinh Đức Phật ngài có dạy rằng Arogya Parama Lapha, vô bệnh là lợi tối thắng. Khi mà cái thân vô bệnh đó, thì mới có thể tu tập được. Chừng nào cái thân này mà bệnh nó đến thì lúc đó mình sẽ đối phó cách khác. Chứ còn cái thân vô bệnh đó, luôn luôn là có lợi. Chúng ta không có bị quái niệm về bệnh tật thì chúng ta dễ tu tập dễ hành thiền. Mà khi một người tu thiền với cái tâm định samadhi thì định đó thì ngăn chặn tham dục, giải trừ cái sự tham dục, chứ đâu có nhất thiết là phải bệnh khổ mới là không có sanh lòng tham dục được đâu. Cho nên cái cách này nó cũng hơi cực đoan chút xíu. Nhưng tôi nghĩ là cái cách đó là cực đoan chút xíu. Nói nghe thì rất là hay, nhưng mà khi mà làm thì không có hay như vậy. Còn ở đời đừng có cầu không khó khăn hoạn nạn. Vì không khó khăn hoạn nạn thì kêu sao nổi vậy? Cái sự kiêu mạn của chúng sinh đó, nó sinh ra từ nơi cái hiện khác chứ không phải là khó khăn hoạn nạn. Đâu phải là khi mà con người gặp khó khăn hoạn nạn lúc đó người này mới có cái sự nhu thuận, không có cái sự kiêu mạn đâu. Những hàng sĩ chứ gì, họ nghèo, họ khổ, họ đói rách, nhưng mà những hàng sĩ đó trong cái khó khăn cái hoạn nạn của họ kiêu mạn cũng dữ. Tức là họ coi cuộc đời, họ khinh thường cuộc đời như cỏ như rác. Bởi vì họ là một người rất thánh thiện, rất là cao siêu. Những cái vấn đề này chúng tôi không có nói nhiều qua cái 4-5 cái câu nói đó. Và chúng tôi chỉ đơn cử một vài trường hợp, hai trường hợp đầu thôi, thì cho thấy rằng là cái cách suy nghĩ đó nó không phải là đối sách tốt trong cái việc tu tập để đoạn trừ phiền não.
chúng ta cứ theo cái pháp của Đức Phật để chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tốt. Chứ còn nếu mà cái câu này nghe thoáng qua, nghe hay, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì nó đi lệch với cái lời dạy của Phật Thích Đại Gia. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi này. Xin kính thỉnh Thượng Tọa dẫn trở lại. Và rất là quan hệ là có Thượng Tọa Pháp Tân, ở Thượng Tọa Tuệ Quyền vào thay thế cho Thượng Tọa Pháp Tân. Xin kính thỉnh Thượng Tọa dẫn trở lại. Sa thú kính trưng thưa tòa thượng sư, thưa tòa thượng quyền, thưa tòa nghe được không? Nếu thưa tòa thượng quyền đang có trước bái sinh thỉnh, thưa tòa khoan hỷ trả lời cho cô và thảo luận thứ năm. Thưa tòa thượng quyền, hôm nay chúng ta nói về táo pháp thế gian, đó là đẳng thức, binh nhục, khen chê, vui khổ. Và chúng ta cũng có bài kinh nói về cái thái độ hay cái phản ứng. Và dĩ nhiên là nãy giờ chúng ta bàn rất nhiều về thái độ phản ứng, nhưng một ở trong những thái độ phản ứng là như mà nói rằng khổ cũng đừng của người mình thì luôn mình mồi danh bả dạ không sợ người thôi, có muốn đã từ chối rồi mà về cũng muốn nghe nữa, phải rửa tay đi. Rồi sau vũ thì nghe nói như vậy thì dắt trâu lên trên thượng nguồn á, uống nước sợ rằng uống uống nhầm cái cặn bã của danh lợi mà nó lọt vào lỗ tai của sau vũ. Câu chuyện thì hơi cực đoan, nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng người ta nói rằng người nào mà không có sợ hãi vì danh lợi đó thì người đó dễ bị khổ vì danh lợi. Điều đó có đúng không? Chúng ta có cần phải sợ hãi đến mức độ như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thần tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, minh hạnh đại đức hồng cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì quả thật nếu như chúng ta dựa trên một cái gọi là khen chê, vui buồn khổ vân vân, nói chung là bát phong này hoặc là tám pháp thế gian này, thì cái điều đó là do mỗi con người trên cái nhìn. Và chúng ta liệu có đứng vững, liệu chúng ta có vượt qua được hay không, đây là một chuyện rất là quan trọng. Nhiều người có danh, những gì không vì cái danh đó mà người ta phải sợ cái danh, và người ta không có nằm ở trong cái danh đó, và người ta cũng không có tự mãn trong cái danh đó, mà chỉ là cười. Chẳng qua đời người coi như là tới vậy, đến thì biết vậy thôi, cũng như là người ta gọi là coi như là thật kệ, cứ nghe đi rồi đừng có sự suy nghĩ gì. Thì những người như vậy nó rất là khó, nhưng nếu như nó mà cũng vẫn có rồi được người ta tán tụng, được người ta khen, nhưng người ấy rất là bình thản, người ấy rất là tự do trong cái sở hành đi lại của mình, trong một cái sở hành sở tâm sở tánh của mình. Ở đây như chúng ta thấy vua Nghiêu mà mời cái người hiền về mà để làm vua, thì cái cách của vua Nghiêu như vậy, nhưng điều mà một số người người ta sợ. Và người ta sợ bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người biết mới là sợ. Chứ sự thật ra biết bao nhiêu người mà ngay cả luôn là vua không truyền ngôi mà người ta còn xóa ngôi, người ta còn hại vua nữa. Thế đây chẳng qua đây là một cái câu chuyện mà nói vậy thôi, chứ sự thật ra thì
để mà người ta từ chối, để người ta bỏ như vậy thì cũng có, chứ không phải là không ở trên cuộc đời này. Chúng ta đừng có cho rằng là cái gì cũng có, mà cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không có. Thì ở đây chính là một điều mà nếu như mà trong chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta, nếu chúng ta biết vững vàng thì trên con đường đi, biết nó có gai, biết nó sẽ rất là trắc trở, biết nó sẽ rất là nguy hiểm, biết nó rất là phong ba bão táp. Nhưng nếu chúng ta không có ra khơi thì làm sao biết tới? Mà chúng ta không đi mưa làm sao cảm được cái lạnh? Mà khi chúng ta biết vượt qua cái mưa đó thì từ nay chúng ta không sợ mưa nữa. Chúng ta ra gió thì để chúng ta thử sức của mình, nếu như sức mình yếu thì mình cảm thì thôi mình rút vào, còn nếu như mình mạnh mẽ thì mình tiếp tục bước. Thì ở đây trên cái tiếng khen chê hay cái danh cái lợi đó, mọi con người có cái danh mà đừng có làm quá cái danh của mình. Cũng như là chúng ta thấy chúng ta không có quá đáng, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng nếu như có người biết tôn trọng, biết tán tụng, chúng ta có thể nói cho họ nghe những cái điều tốt, dạy cho họ những cái điều hay, chứ không phải vì cái sự kính lễ, vì cái sự quy phục của chính họ mà chúng ta cảm thấy chúng ta vừa lòng, hay cảm thấy chúng ta tự mãn, hay cảm thấy chúng ta sai xử người ta thì nó rất là tiếc. Nhưng ở đây chúng ta biết cảm thương họ thì chính trên cái lợi điểm đó sẽ chúng ta biết gửi tới cho người. Bởi vì nếu như họ có cái sự kính nhường, họ có sự tôn trọng cũng là một điều tốt để họ mới tiến hóa được. Và từ đó chúng ta cũng nên, nếu người tôn trọng mình, có người tôn xưng mình thì mình cũng phải biết kính trọng, biết tôn xưng người khác, kẻ bề trên, là những bậc huynh trưởng, là những bậc thầy tổ, những ông bà cha mẹ, các bậc trưởng thượng, vân vân. Thì nếu là người trí tuệ thì người ta có, nếu mà có đeo dấu, có bị có được cái danh, có được cái lợi thì người ta biết chia sẻ và biết biến cái lợi, cái danh đó để nó được tốt đẹp cho những người xung quanh, cho những người chung. Chứ chúng ta đừng trên đây chúng tôi muốn nói chính là một cái sự hiện hữu ở cuộc sống. Chứ còn nếu như chúng ta là người coi như nếu mà được chín chắn, chúng ta không còn cái phiền não sinh tử nữa thì chúng ta không nói. Nhưng ở đây chúng ta còn sống trong cuộc đời, chúng ta ở đời thì chúng ta biết cái việc gì mình cầm nắm và biết cái chỗ nào có thể ngồi được, chỗ nào không thể ngồi được. Chúng ta biết nói lúc nào và không nên nói lúc nào. Chúng ta biết làm cái gì và nên làm, cái gì không nên làm. Và chúng ta biết nhận, biết cho, biết gửi tới. Thì đây cũng là một giá trị tốt. Chúng ta nói vậy không phải là nói nó lạc đề, mà nói nó một cách phổ quát. Chứ nếu bây giờ mình cứ sợ nó rằng tất cả sợ cái danh hết, đó là cái điều mà sợ cái danh, sợ cái lợi. Ở đây chúng ta phải xác định rõ. Chúng ta nhớ, vì cái chỗ mà chính Đức Bồ Tát ngày xuất thân, từ một thái tử bỏ ngôi ra đi, cho nên chính được vua Bình Sơ Dương rất là nể trọng. Đây là điều mà chúng tôi ví dụ như vậy. Thì từ trong một cái điều tốt đẹp đó mà Bồ Tát biết bỏ, từ trong cái có mà biết bỏ để ra đi, từ trong cái cầm nắm mà biết buông xuống, thì cũng như thế. Khi chúng ta có được, chúng ta không có tự mãn trên cái điều đó, mà chúng ta biết ban trải, chúng ta biết phổ cập phổ quát cho những người xung quanh, thì đấy là một điều hết sức tốt đẹp. Còn tất nhiên nếu như mà những có một số người cũng như sợ cái danh, sợ cái lợi, ảnh hưởng nó sẽ đắm chìm mình, coi như là như Bồ Tát Thế Mí Giá đó, thì là một điều cũng đặc biệt. Chúng ta biết Bồ Tát Thế Mí Giá đó được làm vua mà sợ lắm, mới giả đa câm, giả điếc, giả điên. Đến chi? Bởi vì làm vua thì gây nợ của trần, ai phải chém, phải giết, phải xử phạt. Mà ở trong kinh có kể lại cái tích của Thế Mí Giá đó. Thế Mí Giá xưa vì khiếp sợ, kiếp làm vua phải nợ trần ai. Thế đây là những cái điều mà Thế Mí Giá biết rằng khi ngay này và sự kiện hiện tại này, mình phải làm như thế này, phải đánh đuổi ngoại bang, phải xử phạt những người
là quan quân những thần dân mà chống lại, hoặc những thần dân mà coi như phạm pháp vân vân, thì chính là đó là một điều mà chúng mình, có những lúc Bồ Tát cũng sẽ trên cái lợi điểm để làm tốt đẹp, và trên cái lợi điểm đó biết buông bỏ xuống. Thì mong rằng tất cả chúng ta, nếu như có cái danh mà chúng ta không sợ, chúng ta đừng có tranh danh đoạt lợi. Nếu như cái danh cái danh hay là cái lợi đó mà nó phát sinh tới chúng ta mà nó hợp lý, chúng tôi nó hợp lý, thì biết nhận ta làm sao cho được tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta không có đủ cái khả năng đó thì nên tránh thì là đúng hơn. Dạ, kính bạch thượng tọa, có con đã điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thà. Dạ. Dạ, kính thưa trường tuyệt quyền. Thưa quý vị, trong việc kinh tôi đã nói một cách rất ngắn gọn tóm tắt, đó là đẳng thức vinh nhục khen chê vui. Nhưng mà trong bài được kết tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thái độ về cái thái độ đối với tám pháp thế gian, về những cái đề tài mà Chư Tăng và quý Phật tử chúng ta đang thảo luận trung trung ở đây đó, là chúng ta nói về cái thái độ của chúng ta. Thực ra thì không phải chỉ có cuộc sống ở bên ngoài, ngay cả ở trong chùa, ở trong thiền viện, ở trong những nơi tu tập, thì những pháp thế gian này nó vẫn chi phối tâm của chúng ta rất là nhiều. Ai mà có những cái giá trị lớn để mà nghĩ đấy thì đỡ phải chi phối bởi những giá trị nhỏ. Chúng tôi lấy một ví dụ như là có những người họ đặt nặng cái chuyện mà trồng cây cối bông hoa, và khi họ đặt nặng như vậy đó thì họ không ngại mặc một bộ đồ xấu xí, một bộ đồ dơ, một bộ đồ rách để đi làm vườn. Đối với họ cái ưu tiên trồng cây chứ không phải là mặc đồ đẹp. Thưa quý vị, nếu trong cuộc sống này mà cứ ưu tiên của chúng ta đó là Phật pháp, ưu tiên của chúng ta là khai mở trí tuệ, thì chúng ta sẽ không nặng lòng và không bị chi phối nhiều với những cái gọi là được, cái gọi là mất. Đối với cái thuận, cái nghịch ở trong cuộc sống nó vốn là thường sự. Thậm chí khi Đức Phật Ngài dạy là này các tỳ kheo, nhỏ nhoi là sự mất mát của danh, của lợi, của thân quyến, và lớn lao chính là sự mất mát của trí tuệ. Mình không đủ sáng suốt, không đủ bình tĩnh thì mất đi rất là nhiều. Nếu khi mà mình học Phật pháp mà mình thấy được à, đây là cái trọng tâm cuộc sống, thì do có cái trọng tâm đó, chúng ta sẽ có sức chịu đựng nhiều hơn. Và một điểm thứ hai mà người tu tập cũng có thể làm được đó là ở trong cái thế giới của thiền quán đó, tất cả những cái sanh, diệt, vui, khổ thiền quán ấy, cái nhiệm màu của chính là không đặt nặng lắm đối với cái thuận và cái nghịch. Và cái nhiệm màu của chánh niệm đó là dù thuận dù nghịch thì đó đều là đối tượng để quán chiếu hết. Mình đang có cảm giác dễ chịu thì cái dễ chịu đó là lạc thọ đó, thì cũng là đối tượng của chánh niệm. Mà đang cảm giác khó chịu thì khó chịu là khổ thọ, cũng là đối tượng của chánh niệm.
ở trong tâm của mình, vui cũng là đối tượng của chánh niệm, mà buồn cũng là đối tượng của chánh niệm. Và cái gì nó là đối tượng chánh niệm thì chỉ được ghi nhận mà thôi, chỉ nên ghi nhận mà không cần phải làm lớn chuyện về chuyện đó, không cần phải nhảy dựng về chuyện đó. Và điều sau cùng mà thưa quý vị rất là quan trọng với người tu Phật mà tất cả chúng ta cần để ý, Đức Phật ngài dạy rằng từ những cái xáo trộn, những cái biến thiên của cuộc sống, ở đó một người có trí nhận ra cái định luật tự nhiên là đó là vô thường, đó là bất lạc và đó là vô ngã. Khen đến chúng ta chê cũng là vô thường thôi, rồi khi người ta chê rồi ta khen cũng là vô thường thôi. Từ cái chỗ mà vui đến chỗ khổ cũng là vô thường, khổ đến chỗ vui là vô thường, mà bây giờ trả lại chuyện bình thường cũng là vô thường. Thì như vậy tất cả những biến thiên đó đó là những dấu ấn để chúng ta nhận ra cái định luật. Cái định luật vốn rất là phổ quát trong thế gian này, đó là tất cả pháp hữu vi là vô thường, là bất lạc, là vô ngã. Chúng ta thảo luận về lý thuyết mà nó là bài học chúng ta cần đem vào cuộc sống và áp dụng một cách lợi lạc. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp chương trình ngày mai. Nam mô. Nam mô dạ. Sa thầy. Con khai ma tông rùm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành